Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi phi lao bán thành phẩm nha. Form thiên nhiên, bay form thiên nhiên nha. Rồi cây này có mã số là 283. Cái hòn gốc ngay chỗ này này, hòn gốc ngay chỗ này đo được là 31, cây cao là 88 lên đến ngọn luôn nha. Tán rộng mà từ ngoài kia, ngoài cái bình thủy chút xíu mà nó bay qua bên này là 175. Cái bầu ươm hiện tại là 65 nhân cho 50 nha. Chung cốt luôn. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh 4,5 triệu bao ship nha. 4,5 triệu bao ship. Cây này thì đóng hàng nó khá là cồng kềnh. Cái này về lên chậu nữa khá là tương lai nha. $4,5 triệu bao ship, nhà mình xem tham khảo luôn nha. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha.